Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong thời lượng của tin mới. Cảm ơn quý vị đã dành ra ít phút mỗi ngày đồng hành cùng chúng tôi để có thể cập nhật những tin tức nóng nhất, những sự kiện đáng chú ý diễn ra trong ngày cùng với kênh tin mới. Đến với bản tin ngày hôm nay sẽ có các nội dung đáng chú ý ngay sau đây. Thêm 3.698 ca mắc mới, 4.511 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. Thành phố Hồ Chí Minh, 5.000 bệnh nhân tại bệnh viện dã chiến số 1 đã xuất viện. Thành phố Hồ Chí Minh có thể giãn cách thêm 1-2 tuần sau mùng 1 tháng 8. Thành phố Hồ Chí Minh lên kế hoạch tiêm vaccine cho người dân sau 18 giờ. Thưa quý vị, bản tin dịch COVID-19 tối 28 tháng 7 của Bộ Y tế cho biết có thêm 3.698 ca mắc COVID-19, riêng thành phố Hồ Chí Minh là 2.334 ca, giảm một nửa so với cùng thời điểm này ngày hôm qua. Tổng số mắc trong ngày hôm nay là 6.559 ca, trong ngày có 4.511 bệnh nhân khỏi. Thông tin các ca mắc mới. Tính từ 6 giờ đến 19 giờ ngày 28 tháng 7, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 3.698 ca mắc mới, trong đó 1 ca nhập cảnh và 3.697 ca ghi nhận trong nước. Tại thành phố Hồ Chí Minh 2.334, Bình Dương 631, Đồng Tháp 153, Đồng Nai 134, Cần Thơ 66, Khánh Hòa 61, Trà Vinh 54, Bến Tre 52, Đà Nẵng 50, Phú Yên 34, Bình Thuận 32, Ninh Thuận 25, Vĩnh Phúc 12, Quảng Nam 11, Hậu Giang 6, Hà Nội 5, Hải Dương 5, Thái Nguyên 5, Gia Lai 4, Ninh Bình 4, Hà Giang 3, Bình Phước 3, Thừa Thiên Huế 2, Hà Tĩnh 2, Cà Mau 2, Đắk Nông 1, Quảng Ngãi 1, Quảng Trị 1, Thanh Hóa 1, trong đó có 781 ca trong cộng đồng. Trong ngày 28 tháng 7 có 6.559 ca mắc mới, trong đó 4 ca nhập cảnh và 6.555 ca ghi nhận trong nước. Tại thành phố Hồ Chí Minh 4.449, Bình Dương 631, Đồng Nai 271, Đồng Tháp 244, Khánh Hòa 147, Tây Ninh 120, Trà Vinh 92, Bến Tre 84, Hà Nội 74, Cần Thơ 71, Phú Yên 64, Bà Rịa Vũng Tàu 56, Đà Nẵng 50, Bình Thuận 32, Tiền Giang 30, Ninh Thuận 25, An Giang 24, Đắk Lắk 13, Sóc Trăng 12, Vĩnh Phúc 12, Quảng Nam 11, Hải Dương 6, Hậu Giang 6, Thái Nguyên 5, Gia Lai 4, Ninh Bình 4, Hà Giang 3, Bình Phước 3, Bình Định 2, Thừa Thiên Huế 2, Hà Tĩnh 2, Cà Mau 2, Đắk Nông 1, Quảng Ngãi 1, Quảng Trị 1, Thanh Hóa 1, trong đó 1.184 ca trong cộng đồng. Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam. Tính đến chiều ngày 28 tháng 7, Việt Nam có tổng 2.207 ca nhập cảnh và 118.612 ca mắc trong nước. Số ca mắc mới ghi nhận trong nước tính của đợt dịch kể từ 27 tháng 4 đến nay là 117.042 ca, trong đó có 24.683 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Có 5 trên 62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới: Yên Bái, Điện Biên, Quảng Ninh, Bắc Cạn, Nam Định. Có 10 tỉnh, thành phố không có lây nhiễm thứ phát trên địa bàn: Lào Cai, Ninh Bình, Kon Tum, Hà Giang, Phú Thọ, Sơn La, Lai Châu, Hòa Bình, Tuyên Quang, Quảng Trị. Tình hình điều trị, 4.511 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày 28 tháng 7. Tổng số ca được điều trị khỏi 27.457 ca. Số bệnh nhân nặng đang điều trị ICU 211 ca. Số bệnh nhân nguy kịch đang điều trị ICMO 17 ca. Tiểu ban điều trị Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 thông báo có 106 ca tử vong do COVID-19, số 525 đến 630 từ ngày 19 đến 26 tháng 7 2021 tại 6 tỉnh, thành phố sau. Tại thành phố Hồ Chí Minh từ 19 đến 26 tháng 7 91 ca. Tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ngày 20 tháng 7 1 ca. Tại Đồng Tháp từ 23 đến 24 tháng 7 2 ca. Tại Đồng Nai ngày 25 tháng 7 1 ca. Tại Kiên Giang ngày 26 tháng 7 2 ca. Tại Long An 22 đến 26 tháng 7 9 ca. Tình hình xét nghiệm, trong 24 giờ qua đã thực hiện 126.405 xét nghiệm cho 364.614 lượt người. Số lượng xét nghiệm từ 27 tháng 4 2021 đến nay đã thực hiện 5.598.823 mẫu cho 16.212.643 lượt người. Tình hình tiêm chủng, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 5.013.175 liều, trong đó tiêm một mũi là 4.562.339 liều, tiêm mũi 2 là 450.836 liều. Thành phố Hồ Chí Minh, 5.000 bệnh nhân tại bệnh viện dã chiến số 1 đã xuất viện.
Trong một tháng vừa qua, từ 27 tháng 6 đến 28 tháng 7, Bệnh viện Dã chiến số 1 tại thành phố Hồ Chí Minh đã có tổng cộng khoảng 5.000 trường hợp bệnh nhân đủ điều kiện xuất viện. Theo chia sẻ từ bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thanh Trường, giám đốc Bệnh viện Dã chiến số 1 thành phố Hồ Chí Minh, tính đến nay bệnh viện đã tiếp nhận tổng cộng khoảng 9.500 trường hợp bệnh nhân nhập viện, có chuyển viện 369 ca và đã có 5.000 trường hợp được xuất viện. Đây là kết quả sự nỗ lực cố gắng của tập thể y bác sĩ, nhân viên y tế tại Bệnh viện Dã chiến số 1. Đến nay, mọi hoạt động của bệnh viện đã đi vào quy củ, những khó khăn dần được khắc phục. Thời gian tới chúng tôi sẽ cố gắng hoàn thiện nhiệm vụ điều trị cho các bệnh nhân COVID-19 để có thêm nhiều ca được xuất viện, bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thanh Trường chia sẻ thêm. Được biết, Bệnh viện Dã chiến số 1 đi vào hoạt động từ 26 tháng 6 với quy mô triển khai ban đầu được triển khai là 1.000 giường. Trước những diễn biến của dịch bệnh, bệnh viện đã được mở rộng khả năng thu dung với quy mô khoảng 5.000 giường. Theo Phó Bí thư Phan Văn Mãi, sau ngày 1 tháng 8, thành phố cần 1 đến 2 tuần để thực hiện giải pháp chống dịch theo chỉ thị 12 và biện pháp tăng cường của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Thông tin được Phó Bí thư Thường trực Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi nói tại cuộc họp báo cung cấp thông tin về phòng chống COVID-19 trên địa bàn chiều 28 tháng 7. Khi trả lời câu hỏi về biện pháp chống dịch của thành phố sau ngày 1 tháng 8, đến ngày 1 tháng 8, thành phố sẽ có những đánh giá để đưa ra chủ trương biện pháp mới. Tuy nhiên đến giờ này chúng tôi nghĩ sau ngày 1 tháng 8, thành phố vẫn cần thêm thời gian thực hiện các giải pháp mà thành phố đưa ra. Ông Mãi nói, chỉ thị 12 của Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh ban hành ngày 22 tháng 7 nhằm siết chặt việc giãn cách theo chỉ thị 16 và tăng cường một số biện pháp cấp bách để kiềm chế tốc độ lây lan của dịch COVID-19. Theo đó, thành phố yêu cầu thực hiện nghiêm giãn cách giữa cá nhân với cá nhân, gia đình với gia đình, quy định cách ly, phong tỏa. Thành phố cũng tạm dừng các hoạt động sản xuất, kinh doanh, các công trường, công trình xây dựng, giao thông chưa thật sự cấp bách, ngành ngân hàng, chứng khoán hoạt động ở mức độ vừa phải để cung ứng kịp thời dịch vụ cần thiết. Chỉ những doanh nghiệp trong lĩnh vực thiết yếu được hoạt động. Từ ngày 26 tháng 7, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cũng yêu cầu người dân không ra khỏi nhà sau 18 giờ mỗi ngày, dừng tất cả hoạt động, trừ trường hợp cấp cứu hoặc theo yêu cầu điều phối để phòng chống dịch, đến 6 giờ sáng hôm sau để phòng dịch lây lan. Theo ông Mãi, nhiệm vụ quan trọng nhất hiện nay của thành phố là công tác điều trị. Thành phố tiếp tục thu dung F0 tại các khu tập trung ở quận huyện. Theo thống kê, 70-80% không triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ. Do đó, nếu cách ly tất cả ở những cơ sở tập trung sẽ gây quá tải lớn. Với hơn 70.000 ca F0, thành phố chuyển hướng sang điều trị. Những ca bệnh nặng có bệnh nền tiếp nhận ở các bệnh viện để chăm sóc, điều trị. Những ca F0 ở nhà hay ở các cơ sở thu dung sẽ được hướng dẫn, chăm sóc sức khỏe online, ông Mãi nói. Ngoài ra, 20-30% ca F0 hiện cần được can thiệp y tế, trong đó nhiều ca trở nặng. Vì vậy, bệnh viện tuyến quận huyện sẽ được chia đôi để vừa điều trị ca COVID-19 và chăm sóc bệnh nhân khác. Đồng thời, theo Phó Bí thư Thành ủy, ngành y tế đã chủ trương huy động các cơ sở y tế tư nhân để điều trị bệnh nhân. Thành phố Hồ Chí Minh lập thêm nhiều bệnh viện dã chiến tham gia vào các tầng điều trị cao, tầng 3, 4. Với tầng 5, bệnh viện hồi sức COVID-19 sẽ cố gắng đáp ứng được 1.000 giường trong thời gian tới, huy động thêm những bệnh viện lớn, bệnh viện tư nhân để tham gia tầng này. Với số lượng bệnh nhân như vừa qua, gần như các bệnh viện đã đầy, nhiều lúc rơi vào quá tải. Ông Mãi nói và cho biết thành phố sẽ rà soát, sắp xếp lại để các tầng điều trị được bố trí khoa học hơn, phối hợp và liên thông hơn. Hiện thành phố Hồ Chí Minh đã trải qua 20 ngày giãn cách xã hội theo chỉ thị 16, ghi nhận hơn 74.800 ca nhiễm trong đợt dịch thứ tư. Thành phố Hồ Chí Minh lên kế hoạch tiêm vaccine cho người dân sau 18 giờ. Để đẩy nhanh tốc độ tiêm vaccine, thành phố Hồ Chí Minh cho biết sẽ lên kế hoạch để tiến hành tiêm vaccine sau 18 giờ và có kế hoạch để nhận diện nhóm đối tượng này khi ra đường sau 18 giờ. Tại họp báo cung cấp thông tin về vaccine tại thành phố Hồ Chí Minh chiều 28 tháng 7, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi cho biết thành phố đang đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine nên đã đề nghị Bộ Y tế để đơn giản hóa quy trình cũng như đội hình tiêm vaccine. Mục tiêu là có nhiều hơn đội hình tiêm cho người dân, mỗi phường có 2 điểm tiêm. Thành phố cũng đề nghị Trung ương tăng lượng vaccine cho địa phương này để có cơ hội mở rộng việc tiêm vaccine. Hiện thành phố quy định người dân hạn chế đi ra đường sau 18 giờ. Tuy nhiên, ông Mãi cho rằng nếu tiêm vaccine từ 6 giờ đến 18 giờ sẽ bị giới hạn. Sau đó, thành phố sẽ bắt đầu tổ chức tiêm vaccine sau 18 giờ trong những ngày sắp tới. Việc tiêm vaccine chủ yếu diễn ra ở từng phường, mỗi phường 2 điểm và chỉ có người trên 65 tuổi có bệnh lý nền mới được tiêm ở bệnh viện. Thành phố sẽ có số lượng và con người cụ thể để có thể nhận diện
cụ thể những người tiêm vaccine được ra đường sau 18 giờ. Tại buổi họp báo, Tim mới đặt câu hỏi về việc người dân không gọi được vào đường dây nóng của Trung tâm Cấp cứu 115 và Tổng đài 1022 do quá tải. Vậy người dân cần liên hệ đến đâu? Thưa quý vị, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế vừa bắt tạm giam ông Đỗ Chí Thành và ông Lê Văn Lộc là giám đốc và phó giám đốc Cảng hàng không quốc tế Phú Bài về hành vi tham ô tài sản. Chiều 28 tháng 7, cơ quan an ninh điều tra, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Đỗ Chí Thành, giám đốc Cảng hàng không quốc tế Phú Bài và ông Lê Văn Lộc, phó giám đốc Cảng hàng không quốc tế Phú Bài về hành vi tham ô tài sản. Cơ quan an ninh điều tra cũng khám xét chỗ ở và nơi làm việc của các bị can, đồng thời thu giữ các tài liệu tăng vật liên quan đến vụ án. Ông Thành và ông Lộc cũng bị cách toàn bộ chức vụ trong Đảng và chính quyền trước đó. Được biết, các bị can bị khởi tố bắt tạm giam theo Điều 353 Bộ Luật Hình sự do có sai phạm trong việc đấu giá ký hợp đồng nhượng quyền khai thác dịch vụ vận tải hành khách bằng taxi tại Cảng hàng không quốc tế Phú Bài từ tháng 10/2017 đến tháng 1/2021. Như tin mới thông tin, liên quan tới vụ việc vào ngày 26 tháng 7, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã khởi tố bị can và bắt tạm giam Trần Xuân Long, sinh năm 1978 ở thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế, Chánh văn phòng Cảng hàng không quốc tế Phú Bài về hành vi tham ô tài sản. Cụ thể, từ tháng 10/2017 đến tháng 1/2021, lợi dụng chức vụ quyền hạn, Long nhiều lần chiếm đoạt tài sản của Cảng hàng không quốc tế Phú Bài thông qua việc nhượng quyền khai thác đối với dịch vụ vận tải hành khách bằng taxi tại cảng cho hai công ty chuyên doanh dịch vụ taxi với tổng số tiền hơn 5 tỷ đồng.